Mỗi ngày con người chúng ta ăn rất nhiều loại thức ăn. Sự ăn và biến đổi thức ăn trong cơ thể người được gọi là tiêu hóa. Vậy quá trình tiêu hóa thức ăn trong cơ thể người được diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chủ đề tiêu hóa. Và bài đầu tiên trong chủ đề tiêu hóa mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bài 24, tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Nội dung bài học bao gồm: 1 là mã, thức ăn và sự tiêu hóa; 2 là mã, các cơ quan tiêu hóa. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thức ăn và sự tiêu hóa. Hằng ngày chúng ta ăn nhiều loại thức ăn. Trong thức ăn có chứa nhiều nhóm chất như là protein, lipid, glucid, vitamin, muối khoáng. Các chất trong thức ăn có thể phân nhóm theo các đặc điểm như sau. Có thể căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học phân thành hai nhóm. Đó là các nhóm chất hữu cơ và nhóm chất vô cơ. Nhóm chất hữu cơ sẽ bao gồm glucid, lipid, protein, acid nucleic, vitamin. Còn nhóm chất vô cơ sẽ bao gồm muối khoáng và nước. Ngoài ra còn có thể căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa để chia thành hai nhóm chất. Đó là nhóm các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa và nhóm các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa. Đối với các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa có thể kể đến như là glucid, lipid, protein, acid nucleic. Còn các nhóm chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa đó là vitamin, muối khoáng và nước. Hoạt động tiêu hóa gồm hoạt động ăn và uống. Hoạt động đẩy các chất trong ống tiêu hóa bao gồm tiêu hóa thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng và thải bã. Trong đó, tiêu hóa thức ăn sẽ bao gồm các hoạt động tiêu hóa lý học, tiêu hóa hóa học và tiết dịch tiêu hóa. Vậy cấu tạo của hệ tiêu hóa bao gồm các cơ quan nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần 2 la mã, các cơ quan tiêu hóa. Quá trình tiêu hóa được thực hiện nhờ hoạt động của các cơ quan trong hệ tiêu hóa, bao gồm ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa. Ống tiêu hóa bao gồm miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và hậu môn. Còn tuyến tiêu hóa sẽ bao gồm tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến gan, tuyến tụy và tuyến ruột.